Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với khóa học quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook phiên bản 2019-2020 dành cho những người sử dụng điện thoại di động, tôi gọi là Mobile Version, một phiên bản đặc biệt. Nằm ngoài những cái khóa học mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn trên bản PC hay là laptop. Và để không mất thời gian nữa thì bài học này tôi sẽ nói về một cái chủ đề rất là hấp dẫn và các bạn sẽ chú ý lắng nghe, nó cũng tương đối là dài. Thì tôi sẽ chia nó thành hai cái video khác nhau vì nó hơi dài một chút. Ok, thế thì nội dung này để giúp cho các bạn có tư duy về làm quảng cáo. Sau cái nội dung này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là làm quảng cáo luôn. Ok, đầu tiên, nội dung thứ nhất là những cái cách để chạy quảng cáo trên Facebook. Thì hiện nay chúng ta có một số cách. Cách thứ nhất là chúng ta quảng cáo trực tiếp trên fanpage. Chúng ta quảng cáo trực tiếp trên fanpage thông qua nút bấm quảng cáo bài viết. Ok, thì hôm trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Buổi sau tôi sẽ, cái bài học tiếp theo thì tôi sẽ đưa vào điện thoại cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại di động, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng là Page Manager, cái lá cờ màu vàng ấy. Hoặc là chúng ta có thể vào cái chữ F màu xanh cũng được. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ post bài lên. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái nút gọi là nút Boost hay còn gọi là nút quảng cáo bài viết màu xanh, đúng không ạ? Vâng, chúng ta nhìn thấy. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Thì cái hình thức như vậy tôi gọi nó là hình thức quảng cáo bài viết trên fanpage. Và tôi sẽ dạy các bạn cái hình thức này là chủ đạo. Thứ hai là các bạn có thể chạy quảng cáo thông qua Facebook Manager. Facebook Manager tức là gọi là trình quản lý quảng cáo. Thì cái này thì bắt buộc các bạn phải có, nếu mà các bạn vào máy tính thì các bạn phải truy cập bằng trình duyệt, các bạn vào máy tính. Thế còn ở trên cái mobile thì chúng ta sẽ bấm thẳng ở trên fanpage, hoặc là chúng ta sẽ có cái phần Ads Manager App, tức là cái phần mà ứng dụng để chúng ta quản lý cái chiến dịch. Đấy, còn nếu mà chúng ta bắt buộc là chúng ta chạy trên trình quản lý quảng cáo thì chúng ta sẽ phải vào bằng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay đấy. Chúng ta truy cập vào website. Thì các bạn muốn học cái này thì nó chuyên sâu hơn một chút, nó đầy đủ hơn một chút, thì các bạn có thể mua thêm cái khóa học phiên bản đặc biệt này của tôi, là cái phiên bản liên quan đến khóa học về Facebook Manager. Tôi hướng dẫn cũng rất là chi tiết. Nói chung là hai nội dung nó cũng giao thoa nhau thôi, nhưng một cái là thao tác thuần túy ở trên máy tính và một cái là thao tác thuần túy ở trên điện thoại. Các bạn hiểu chưa ạ? Ok, xong. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Đây mới là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 9 bước để các bạn bắt đầu một chiến dịch quảng cáo Facebook. 9 bước, được chưa ạ? Vâng. Thế thì 9 bước là như thế nào, đúng không? Thì các bạn, thứ nhất là các bạn sẽ thấy rằng là bước đầu tiên là chúng ta cần phải chuẩn bị tài khoản quảng cáo, tài khoản fanpage, sản phẩm, vân vân. Như tôi đã nói trong bài học trước thì chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị tài khoản quảng cáo, rồi tài khoản fanpage, sản phẩm. Thế thì ở đây chúng ta sẽ cần liên quan đến gì? Chúng ta phải sẵn sàng tài khoản quảng cáo. Tài khoản quảng cáo là phải có liên quan đến gì ạ? Tiền, ngân sách, các thứ là chúng ta phải có sẵn sàng rồi. Đấy, sau đó thì chúng ta có fanpage đã được lập ra và fanpage đầy đủ các thông tin, hình ảnh. Chúng ta có thể tạo ra các cái cover cho fanpage, rồi avatar cho fanpage mà nó có thể là cùng với một chiến dịch. Chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh nó gọi là khớp với nhau như vậy và nó rất là đẹp, nó rất là chuyên nghiệp. Mình gọi là tạo ra chủ đề. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Chụp ảnh sản phẩm hoặc là quay video về sản phẩm để chúng ta tạo ra được những cái hình ảnh tốt nhất để chúng ta chuẩn bị liên quan đến content, chúng ta viết bài. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là liên quan đến cái vấn đề về sản phẩm thì nó liên quan đến chuyện là chúng ta sẽ tạo ra chương trình khuyến mại, chương trình combo, quà tặng, các cái chương trình bán hàng như thế nào thì nó nằm ở đây hết nhá. Rồi thì chúng ta chụp ảnh, quay phim, rồi chúng ta thiết kế hình ảnh làm sao đẹp, chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động hoặc là chúng ta có thể chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, chúng ta đưa lên cũng không sao cả. Đấy, sau đó thì chúng ta đăng bài trên fanpage, đúng không? Chúng ta đăng bài trên fanpage và chúng ta ghim cái bài viết đấy lên trên và để chúng ta chuẩn bị chạy quảng cáo. Thì đấy là cái hướng mà chúng ta sẽ làm cho cái bước thứ nhất là chúng ta chuẩn bị sẵn các cái content, các cái mẫu hình ảnh một cách đầy đủ, được chưa? Và khi mà chúng ta làm hình ảnh và làm content, tức là tech đấy, cái phần content thì nó bao gồm text, photo, rồi thì link hoặc là video. Đấy là những cái định dạng cơ bản nhất của một cái content quảng cáo. Thì chúng ta cần phải trả lời cho câu hỏi là
nội dung đấy đã hấp dẫn hay chưa, hình ảnh đấy đã thực sự tối ưu và đã thực sự bắt mắt hay chưa, đúng không ạ? Bài viết đấy đã thực sự là thu hút khách hàng hay chưa? Khách hàng sẽ mua hàng của mình vì sao, không mua hàng của mình vì sao, và điều gì khiến cho khách hàng cảm thấy vui, sướng hay là sợ hãi, hay là đau khổ khi mà người ta mua được hàng hoặc là không mua được hàng. Thì đấy là những cái lời khuyên của tôi trước khi mà chúng ta bắt đầu, đúng không? Sau đó bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo bài post trên fanpage để chúng ta chạy quảng cáo. Tạo bài post, đúng không? Thì tôi nói rồi đấy, thì chúng ta có hình ảnh rồi, có nội dung bài viết rồi, có đường link rồi, thì chúng ta post lên và chúng ta ghim ở trên fanpage của chúng ta. Sau đó thì chúng ta post lên xong thì chúng ta sẽ bắt đầu là gì? Làm thế nào để chúng ta tối ưu được hình ảnh, tối ưu được thông điệp? Bởi vì các bạn nhớ rằng là trước cái phần mà xem thêm, có cái chữ xem thêm đấy, thì trên điện thoại di động nó chỉ thể hiện được khoảng 6 dòng ở trên điện thoại di động nha, 6 dòng trên điện thoại di động. Thì như vậy chúng ta sẽ phải thể hiện những cái thông điệp tốt nhất, hay nhất, hấp dẫn nhất, tò mò nhất, gay cấn nhất, đúng không ạ? Để làm gì? Để chúng ta có thể thu hút được khách hàng và cái hình ảnh. Bởi vì các bạn biết là ngày nay thì những cái người dùng điện thoại như tôi và các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta có một cái thói quen là cứ lướt như thế này, lướt như thế này. Đấy. Và nó sẽ dừng lại ở một cái chỗ nào? Nó sẽ dừng lại ở một cái chỗ khi mà liên quan đến chuyện là hình ảnh tốt, thông điệp tốt, họ dừng lại và họ sẽ bấm vào, họ xem, bấm xem thêm, và họ sau đó họ sẽ đi ra. Thì chúng ta phải lưu ý. Nên là cái content chúng ta viết nó phải hay, hấp dẫn, đủ cái thông tin để người ta có thể ra quyết định mua một cách nhanh nhất, dễ nhất có thể. Đấy. Thế thì cái chuyện mà rất nhiều người hỏi tôi là viết text như thế nào, tức là cái phần chữ viết nó dài hay ngắn, nó gồm bao nhiêu phần. Thế thì thực ra các bạn không quan trọng chuyện đó. Dài cũng được, ngắn cũng được, gồm 3 phần, 5 phần cũng được. Phần giới thiệu về sản phẩm, phần giới thiệu về cách thức mua, phần chính sách cam kết bảo hành, phần khuyến mại, vân vân. Thế thì tất cả những cái đấy là có bao nhiêu phần là do các bạn quyết định. Dài cũng được, ngắn cũng được. Có những content người ta bán dài là rất hiệu quả, có content bán ngắn cũng rất hiệu quả. Cho nên nó cũng không thực sự có cái công thức chung. Và chúng ta cũng phải xác định cái USB là Unique Selling Point, tức là những cái điểm bán hàng khác biệt. Thì tôi sẽ có những cái bài học hướng dẫn các bạn tạo USB riêng trong cái khóa học này để các bạn xem. Đấy. Thế trong cái phần hình ảnh thì các bạn phải lưu ý đến bố cục, lưu ý đến hình ảnh và lưu ý đến đặc biệt là cái thông điệp gọi là 20% text. Tức là trên một bức ảnh không được thể hiện quá 20% diện tích. Đấy. Và đặc biệt là chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ về việc là làm thế nào để tôi tạo ra được những bức ảnh đẹp, những bức ảnh lạ, những bức ảnh độc, đúng không? Bởi vì nếu mà chúng ta tư duy thông thường thì có thể chúng ta sẽ đạt được kết quả thông thường. Nhưng chúng ta tư duy độc đáo thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả sáng tạo hơn, hữu ích hơn rất nhiều, đúng không? Rồi, bước số 3 là chúng ta sẽ bắt đầu tạo quảng cáo ở trên Facebook. Và tất nhiên chúng ta sẽ tạo ở trên điện thoại di động. Đấy, sau khi mà chúng ta đã post bài xong, chúng ta để đấy, chúng ta sẽ bắt đầu là tạo quảng cáo, đúng không? Rồi. Thế thì chúng ta tạo quảng cáo thì chúng ta sẽ vào, chúng ta thao tác, tôi sẽ hướng dẫn. Chúng ta sẽ post bài, chúng ta chọn được tập khách hàng của chúng ta. Và thông thường mọi người thường hỏi tôi là nhắm chọn như thế nào cho nó tốt, đúng không? Thì cái này nó liên quan đến việc là chúng ta bấm nút quảng cáo xong thì chúng ta phải nhắm chọn tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Sau đó thì các bạn phải hiểu rằng là khách hàng của mình là ai thì mình sẽ chọn như vậy. Chiến lược của mình chọn rộng hay chọn hẹp, ngân sách của mình lớn hay là nhỏ, mình mới chạy lần đầu hay là chạy lâu rồi, thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược khác nhau. Và quan điểm của tôi là bạn phải mô tả ra một cái chân dung khách hàng rất là chi tiết, bao gồm là tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, nghề nghiệp, thu nhập, rồi thì dùng thiết bị iPhone hay dùng thiết bị Samsung, thời gian online như thế nào, chức năng nhiệm vụ là gì, làm trong lĩnh vực gì, sở thích như thế nào, vân vân. Mình liệt kê ra càng kỹ càng tốt, sau đó mình sẽ chọn đến cái đối tượng khách hàng này. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm. Rồi chúng ta cũng sẽ xem là chúng ta chia ngân sách ra như thế nào. Chúng ta chạy ngân sách lớn, chúng ta có thể chia nhỏ, hay là chúng ta chạy một cục. Chúng ta có thể chạy thử nghiệm các cái chiến lược về ngân sách, rồi các cái vấn đề về tối ưu hiển thị, tối ưu liên quan đến vị trí hiển thị, cũng như là tối ưu liên quan đến việc phân phối quảng cáo, tối ưu content, thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn rất là chi tiết. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng phải xem là chúng ta sẽ chạy thử nghiệm như thế nào.
chúng ta tăng ngân sách ra sao, bởi vì đây là những cái vấn đề mà rất là đau đầu đối với các nhà quảng cáo. Như chúng ta làm thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước như vậy. Thế sau đó thì chúng ta đặt xong quảng cáo thì chúng ta có thể chuyển sang cái bước thứ tư là bước chim mồi. Đây là một gợi ý thôi, các bạn không nhất thiết là phải làm đủ các bước. Thế thì cái bước chim mồi là như nào? Thì các bạn có thể tắt cái quảng cáo của mình đi. Khi mà quảng cáo đã được phê duyệt rồi, mình sẽ tắt đi, mình dừng lại. Sau đó mình bắt đầu đổ các cái comment seeding, comment chim mồi. Thì để làm được cái comment chim mồi này cũng rất là dễ thôi. Các bạn sẽ tạo cho mình khoảng tầm 15-20 cái nick thật nhưng mà ảo, nick ảo nhưng mà thật. Tại sao thật là ảo mà ảo là thật? Tức là cái nick đấy rất là nick ảo, nhưng mà mình làm nó như là nick thật, cũng có ảnh, cũng hoạt động này kia. Thế này thì người ta nhìn vào người ta sẽ tin tưởng hơn. Sau đó chúng ta sẽ comment, gọi là mình gọi là comment tung hứng. Thế thì các cái comment tung hứng làm sao nó phải hợp lý, đúng không ạ? Ví dụ như là mình sẽ luôn luôn tìm một cái điểm chê và rất là hợp lý. Thí dụ như là mình sẽ comment là shop ơi, hôm trước tôi đã nhận được hàng rồi, hàng rất đẹp nhưng mà shop giao hàng lâu quá, đúng không ạ? Thì đấy là một cái điểm chê rất là hợp lý và không ảnh hưởng đến cái kết quả, và nó định hướng được cái người mua rất là tốt. Hay là shop ơi, tôi đã nhận được hàng rồi, hàng rất là đẹp nhưng mà cái việc giao hàng của shop là tương đối cầu thả, đúng không ạ? Làm bị móp béo mất cái vỏ của tôi, làm tôi không đi tặng được cho khách hàng. Thế nhưng mà quả thật là tôi dùng thì rất là thích, cảm ơn shop. Thì đấy là cái cách mà các bạn sẽ đưa ra, và các bạn trả lời tung hứng để làm đường dẫn đưa khách hàng vào. Và tôi gọi nó là cái hiệu ứng chim mồi, đúng không ạ? Chúng ta bấm like, chúng ta bấm share, chúng ta tạo comment tương tác với nhau. Đấy. Rồi bước tiếp theo nữa là trong cái nghiệp vụ mà chim mồi này, thì các bạn có thể làm sử dụng một cái mẹo là ngay sau đấy các bạn có thể tạo ra những cái nội dung có tính chất cộng đồng, hay có tính chất làm sao mà cái fanpage nó có thể like share nhiều. Thí dụ như mình có thể viết những cái bài viết theo cái dòng xu hướng của xã hội như bây giờ, liên quan đến gateway, hay là liên quan đến các cái vụ việc, hay là liên quan đến cháy Rạng Đông vân vân. Mình chia sẻ, mình viết ở trên fanpage thì cái bài viết đấy nó sẽ có thể có được cái sự quan tâm lớn, và nó sẽ chia sẻ, nó sẽ tương tác nhiều. Và khi đấy thì cái bài mà mình đã đăng trên fanpage của mình, bài mình đang ghi mình chuẩn bị chạy quảng cáo đấy, thực ra là chạy rồi và đang tắt, thì mình sẽ có thể có được những cái lượng truy cập tự nhiên, có thể có được những cái tương tác tự nhiên cũng rất là tốt, và thậm chí có được những cái đơn hàng tự nhiên. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Đấy là cái cách mà tôi gọi là làm những cái hiệu ứng chim mồi. Đấy, thì chúng ta cứ comment qua lại, chúng ta chia sẻ qua lại cũng rất là tốt. Thì những cái content như thế nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta có thể làm cái quảng cáo này trở nên hấp dẫn hơn. Và khi chúng ta chạy quảng cáo thì nó có sẵn những cái đường dẫn, đúng không ạ? Rồi ok, bước số 5 là chúng ta hãy mở quảng cáo trở lại và chạy. Thì bước này thì không có gì cả, bởi vì quảng cáo đã được phê duyệt rồi, chúng ta mở. Tại sao tôi lại phải làm bước này? Tôi cẩn thận là tôi tắt cái quảng cáo đi. Để làm gì? Để mà giả sử mà tôi có mua like hay mua comment, hay là tôi dùng comment ảo cho những cái bài viết đấy, thì nó cũng sẽ đỡ hơn, đúng không ạ? Đấy là cái sự cẩn thận của tôi thôi. Còn các bạn có thể không cần thiết phải làm như vậy. Đó. Thế sau đó chúng ta mở quảng cáo thì cái ngân sách quảng cáo chúng ta đã đặt rồi, chúng ta đã làm bình thường rồi. Thì bây giờ quảng cáo bắt đầu phân phối, bắt đầu phân phối. Thế thì khi mà quảng cáo bắt đầu chạy thì chúng ta sẽ cần đến bước số 6 là chúng ta đợi các bình luận, hay còn gọi là comment, inbox hay còn gọi là chat, đúng không ạ? Các cuộc gọi nếu mà ta để hotline ở đấy, click vào web nếu như ta để và truy cập vào web, hoặc là bấm vào đây để download, vân vân, rất nhiều những cái hình thức khác. Đó. Thế thì chúng ta đợi comment đến, và lúc này thì chúng ta sẽ cần phải làm gì, đúng không? Thì khi có comment đến, đấy, khi có comment đến thì chúng ta sẽ cần là phải tư vấn cho khách hàng. Hiện nay thì tôi thấy là rất nhiều người mà comment đến sau đó thì nó bị cướp đơn, đúng không? Thì chúng ta phải sử dụng các phần mềm như tôi giới thiệu này, phần mềm shop F1 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ẩn được các comment và chúng ta có thể tag được khách hàng qua inbox. Và sau này chúng ta sẽ sử dụng các phần mềm chatbot, phần mềm chatbot như Chatfuel, hoặc là F1 chat, hay là app chat, hay là menu chat. Thì chúng ta để làm gì? Để chăm sóc khách hàng khi mà họ đã tương tác với chúng ta qua cái tin nhắn fanpage. Đấy, cũng rất là phức tạp, đúng không? Rất nhiều thứ. Rồi họ comment thì mình sẽ làm gì?
Lời khuyên của tôi là sẽ ẩn đi, tránh việc cướp đơn, và mình sẽ trả lời cho họ là ok, một cái câu trả lời mẫu, cảm ơn shop đã cảm ơn quý khách đã liên hệ với shop đúng không ạ, hay là liên hệ với chúng tôi, thì các bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn đấy, thì chúng tôi đã gửi thông tin. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn hãy truy cập web hay gọi hotline hay như này kia, hãy tạo ra một câu hỏi mẫu tương đối là đầy đủ như vậy, trả lời cảm ơn rồi thì hướng dẫn cho người ta đó, thì chúng ta comment tự động, chúng ta ẩn tự động, sau đó chúng ta cũng có thể inbox tự động và tạo những cái tin nhắn mà dạng là tin nhắn trả lời tự động, hoặc là sau này chúng ta sẽ sử dụng những cái chatbot để chúng ta có thể chốt khách hàng dễ hơn đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ lấy được data khách hàng. Điều quan trọng tôi vẫn thường tư vấn cho mọi người đấy là nếu có thể thì mọi người nên xin khách hàng số điện thoại, nên xin khách hàng số điện thoại. Ví dụ như họ comment ôi giời cái này bao nhiêu tiền, hay họ inbox là bao nhiêu tiền shop ơi, thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể trả lời dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã quan tâm, cái sản phẩm chiếc áo Lacoste màu xanh như thế này là hàng nhập khẩu chính hãng đúng không ạ, hiện nay là shop đang có chương trình khuyến mại 10% và giá chỉ còn khoảng 2,8 triệu mà thôi, so với trước đây là giá là 3 triệu 3,2 triệu vân vân. Đấy, ví dụ như tôi đã nói mô tả về cái áo Lacoste tôi đang mặc, đấy là giả sử như thế. Vâng, và xin anh xin chị cho em xin số điện thoại để em tư vấn dễ hơn. Tại sao tôi lại làm như thế này? Bởi vì tôi luôn luôn muốn là mọi người lấy số điện thoại để tư vấn. Bởi vì khi mà chúng ta gọi điện ấy thì cái sự tập trung một một nó sẽ rất là cao. Còn khi mà chúng ta chat với khách hàng thì các bạn biết rồi đấy, là đôi khi khách hàng họ chat với rất nhiều cửa sổ, họ đợi chúng ta đợi họ, và cái việc chat chít như thế nó không đi đến nơi đến chốn, và chúng ta sẽ mất khách hàng, hoặc là tỷ lệ chốt của chúng ta sẽ thấp. Thì lời khuyên của tôi là các bạn nên lấy số điện thoại và sau đó các bạn gọi điện luôn, hoặc không thì các bạn đang chat các bạn bảo là anh chị cho em cho phép em gọi Facebook calling, tức là mình gọi trực tiếp từ Facebook, hoặc là mình lấy số rồi mình gọi Zalo, hoặc là lấy hotline của mình gọi. Thì cái chuyện gọi như vậy một một là nó rất là ok, cái tỷ lệ tư vấn và tỷ lệ chốt đơn nó sẽ cao hơn. Tất nhiên chúng ta sẽ phải học về kịch bản telesale, chúng ta sẽ phải học về các cái FAQ, tức là những câu hỏi thường gặp. Chúng ta cũng sẽ phải được đào tạo về telesale, về giọng nói, về kỹ năng. Thì tôi cũng có cái khóa học về telesale cho các bạn nếu mà các bạn quan tâm. Đấy, đây là bước số 6 nhá. Vâng, ba bước cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc cái bài này. Bước số 7 là chúng ta chốt đơn hàng và đảm bảo quảng cáo hiệu quả trên Facebook. Tức là sao? Cái tất cả các nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể nếu như chúng ta không chốt được đơn hàng. Tiền quảng cáo sẽ mất, công sức sẽ mất, hàng sẽ tồn kho, chúng ta cảm thấy rất là buồn, rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng, đúng không? Thế nếu mà chúng ta bán được ngày 100 đơn, ngày 200 đơn mà mỗi đơn lãi 100 ngàn, chúng ta kiếm 10 triệu một ngày, chúng ta cười phe phé thì câu chuyện nó rất là đơn giản, chúng ta thấy cuộc sống rất là happy, rất là hạnh phúc, đúng không? Ok, thế nhưng mà bây giờ đấy, nó vào nó hỏi shop ơi bao tiền, báo là dạ 300 nghìn, dạ 500 nghìn, rồi đã xem và không nói gì, đúng không? Cái hiện tượng đấy rất nhiều và do các bạn tư vấn không tốt. Thế thì các bạn cần phải chốt đơn hàng. Chốt đơn là thế nào? Đây là một cái kỹ năng để quyết định rằng là khách hàng có mua hàng hay không. Và khi chốt đơn là cái giai đoạn cuối cùng, mình chốt với khách hàng những cái thông tin là số lượng sản phẩm, đơn giá sản phẩm, thời gian giao hàng, nhắc nhở cách khách hàng nhớ là nghe điện thoại đấy, trong vòng 30 phút nữa hay trong vòng 1 tiếng nữa, trong vòng 2 tiếng nữa thì chúng tôi sẽ gọi điện. Chúng ta cần phải tạo ra một cái quy trình từ lúc khách hàng đồng ý mua đến lúc mà giao được hàng thành công. Tôi gọi nó là cái quy trình chốt đơn. Sau đó chúng ta phải thông báo cho khách hàng đơn hàng, ngày giờ giao hàng, số lượng và cách thanh toán, có thể chuyển khoản hoặc là có thể COD. Để khách hàng chuyển khoản thì mình an toàn hơn, nhưng lại không an toàn với khách hàng. Và để khách hàng COD thì khách hàng an toàn nhưng mình lại không an toàn. Thì lời khuyên của tôi là cứ để cho khách hàng lựa chọn, nhưng hãy khuyến khích họ chuyển khoản bằng cách là nếu bạn COD giá là 300 nghìn, còn bạn chuyển khoản cho tôi giá là 270 nghìn, thậm chí 250 nghìn, tôi giả sử thế, thì khách hàng họ sẽ có lợi ích, họ sẽ suy nghĩ và họ sẽ chuyển khoản. Và khi họ chuyển khoản tức là mình sẽ chắc chắn được cái đơn hàng đấy. Thì đấy là cái cách mà các bạn làm sao cho nó tinh tế, cho nó nghệ thuật và cho nó khéo léo, đúng không ạ? Bằng cách là mình đưa ra cái sự so sánh để cho
người ta thấy được cái lợi ích của việc đó. Và cái kỹ thuật chốt đơn thì mình phải học cái kỹ thuật chốt đơn. Một cái người làm sale, một cái người chăm sóc fanpage, một người trực tiếp bán hàng thì mình phải đánh mùi được, đánh hơi được là những cái dấu hiệu mà khách hàng sẽ trở thành người mua. Thí dụ như là họ rất là quan tâm đến chất lượng, họ rất là quan tâm đến mẫu mã, họ quan tâm đến nguyên liệu sản xuất ra nó, họ quan tâm đến giá, họ quan tâm đến cách thời gian ship vân vân, rồi cách bảo hành. Những cái dấu hiệu như vậy cho thấy họ là có cái sự quan tâm hơn là một cái câu hỏi chơi chơi. Và khi mình nhận được cái dấu hiệu như vậy thì mình phải có những câu trả lời. Và câu trả lời mình phải có những cái từ khóa mà khách hàng người ta phải thích. Bản chất của một cuộc mua bán, bản chất một cuộc tư vấn là gì? Người bán cung cấp thông tin cho người mua và thuyết phục người mua tự ra quyết định mua hàng. Vì vậy chúng ta phải đưa những cái thông tin một cách nó chính xác, một cách nó hấp dẫn, một cách nó gay cấn, một cách nó rất là kích thích để cho khách hàng người ta ra quyết định mua. Thì đấy mới là cái lời khuyên của tôi. Và sau đó thì chúng ta chốt được đơn rồi thì chúng ta hãy nhớ rằng là chưa hết đâu. Bởi vì sau khi chốt đơn xong chúng ta còn phải giao hàng. Mà tỷ lệ giao hàng hỏng cũng rất là cao, tùy vào ngành hàng, tùy vào sản phẩm, tùy vào thương hiệu. Khách chốt ở đây rồi nhưng đến lúc bạn giao hàng, gọi điện không nghe máy, gọi điện đang đi nước ngoài, đúng không ạ? Gọi điện ốm trong bệnh viện, rồi thì không nghe, rồi thì số ảo, số lạ, bùng đơn, rồi thì nhận được đơn hàng rồi, xem sản phẩm, ôi sản phẩm này hàng đểu, hàng giả, hàng cũ rồi, cái áo này không phải là hàng chính hãng đâu, vân vân, giả sử thế. Thì nó cũng dẫn đến những cái tình trạng mà chúng ta sẽ bị hủy đơn hay còn gọi là hoàn đơn. Thế thì như thế thì chúng ta cũng hết sức lưu ý. Và để giảm được cái tỷ lệ hoàn đơn thì chúng ta cần phải trung thực với khách hàng. Và chúng ta cần phải nói trước những cái vấn đề của mình với khách hàng thì cái tỷ lệ giảm đơn. Tôi có một cái cô học trò bán quần áo. Cô bảo em đã rất là cố gắng nhưng mà tỷ lệ hoàn của em vẫn trên 20%. Tức là cứ 100 đơn đi thì có khoảng độ 22 đơn về. Tại vì họ có thể có rất nhiều lý do họ chê, nhưng họ không nói thật. Ví dụ họ chê về chất liệu, họ chê về kiểu dáng, họ không vừa mà sai số, hoặc là trên một cái sản phẩm như này họ sẽ có một cái chi tiết gì đó nó bị lỗi, nào thì chỉ sờn, nào thì eo to, nào thì ngực trông bé, nào thì mông trông to, vân vân, rất nhiều những cái lý do khiến cho họ sẽ không mua. Vì vậy mình phải biết được những cái vấn đề đấy, mình phải tư vấn trước cho khách hàng là chị ơi, cái váy này sẽ rất là đẹp, nhưng mà nếu mà chị mặc ấy thì nó có thể là sẽ trông cái ngực của chị sẽ trông hơi to lên một chút, như thế em nghĩ rất là sexy, đúng không ạ? Đấy, ví dụ mình biến một cái bất lợi thế nó trở thành một cái lợi thế, hay là cái áo này cái tay nó sẽ hơi bồng lên một chút, mới đầu chị mặc thì chị cảm thấy nó không ấy, nhưng mà mặc vào nó rất là bồng bềnh và rất là quyến rũ, nhẹ nhàng, tiểu thư. Thế nhưng mà khi mà mình không nói như thế, người ta nhận được, người ta mặc lên, người ta thấy cái áo này nó bồng lên trông như dở hơi, thế là người ta đùng đùng giật giật người ta trả đó. Thế thì đấy, những cái cách mà tôi nói, và chúng ta phải có kinh nghiệm, chúng ta phải có những cái tình huống để chúng ta xử lý, và tất cả dựa trên nguyên tắc là sự thật và tư vấn cho khách hàng đấy. Và cuối cùng đấy là sau khi chúng ta bán được xong thì chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng sau bán. Cái việc giao hàng này chúng ta phải gọi điện chốt đơn cho họ, họ nhận được hàng rồi thì chúng ta thường là xong. Đây là một cái sai lầm của những người bán hàng, mà chúng ta cần phải chăm sóc họ. Ví dụ chúng ta nhắn tin, anh chị đã nhận được hàng chưa ạ, anh chị đã sử dụng sản phẩm chưa ạ. Nếu là đồ ăn thì thường họ sẽ ăn ngay, đúng không? Anh chị đã dùng món chưa ạ, món có ngon không ạ, anh chị có góp ý gì cho bên em không ạ, vân vân. Em cảm ơn anh chị rất nhiều, em tặng anh chị cái voucher giảm giá 5%, 10% cho lần tiếp theo đó. Thì chúng ta nên có những cái kịch bản về mặt tần suất, về mặt nội dung, về mặt cách thức để chúng ta có thể chăm sóc khách hàng. Và chúng ta nên sử dụng những cái hình thức chăm sóc khách hàng mà miễn phí hoặc giá rẻ, chứ đừng có chạy quảng cáo. Ví dụ như tin nhắn SMS, gọi telesale, hoặc là tin nhắn Zalo, hoặc là tin nhắn Facebook group, hoặc là Facebook cá nhân, fanpage đều được. Thì sau đó chúng ta có thể đưa họ vào những cái hội nhóm, như là hội những khách hàng đã thân thiết, hội những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty X, của thương hiệu Y, chúng ta đưa vào cái nhóm kín như vậy và chúng ta chăm sóc cũng rất là tốt. Thỉnh thoảng chúng ta có thể tổ chức các buổi offline cho họ trò chuyện, làm quen, rồi thì chia sẻ với nhau cũng rất là hay. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là tạo các nhóm khách hàng bán buôn nếu có trên Zalo của chúng ta, hoặc là trên Facebook group, nó có rất nhiều kênh để có thể tạo ra nhóm bây giờ. Và chúng ta duy trì những mối quan hệ, chúng ta
kết bạn trên Facebook cá nhân. Thường là mình sẽ bán trên fanpage, sau đó mình sẽ nhắn với họ là đây là cái Facebook cá nhân của tôi này, Phan Anh này, ở địa chỉ facebook.com/phananhonline này, thì các bạn hãy kết bạn với tôi này, các bạn hãy đặt chế độ xem trước là với tôi này, thì tôi có những cái thông tin gì thì các bạn sẽ cập nhật được và chúng ta sẽ làm bạn của nhau trong lâu dài, hỗ trợ nhau, vân vân. Tôi nghe thấy rất là hợp lý, đúng không? Thì những cái cách chăm sóc khách hàng thì các bạn cần phải suy nghĩ thêm. Nhưng mà tôi khuyên là gì? Phải có kịch bản, phải có tần suất, phải có thời gian, phải có cách thức và tuân thủ nó thì chúng ta sẽ làm được. Bởi vì cái sự chăm sóc khách sau bán này tốt, nó sẽ giúp các bạn là có thể bán được hàng và giúp các bạn có thể có được khách hàng tái mua. Bởi vì khách hàng tái mua hay không tái mua là phụ thuộc vào sự thỏa mãn của họ trong toàn bộ quá trình trước, trong và sau bán. Thường đó là quá trình trong và sau bán nhiều hơn, đúng không? Ví dụ như họ mua cái sản phẩm về, họ ăn, họ thấy ngon, họ mặc thấy đẹp, họ dùng thấy phê, thấy sướng, thì họ sẽ tự đi tìm mua cái sản phẩm đó. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có được những đơn hàng tiếp theo mà chúng ta không mất tiền chi phí quảng cáo. Thì đấy là cái ý nghĩa của việc chúng ta làm kinh doanh. Thì lúc đó thì chúng ta mới có được nhiều tiền, chúng ta mới thành công và mới bền vững được các bạn nhé. Ok, một cái nội dung tôi nghĩ là cũng tương đối là dài nhưng mà bài bản, thì tôi xin phép được tóm tắt lại 9 bước. Bước thứ nhất là các bạn chuẩn bị tài khoản quảng cáo, fanpage, sản phẩm, các bài post là cái bước số 2. Thì làm cái bước bài post này thì chúng ta phải tính đến tối ưu thông điệp về mặt ngôn từ, về mặt hình ảnh, về mặt đường link website, về mặt web video, vân vân. Và chúng ta nên tạo ra nhiều mẫu quảng cáo có sẵn, và tôi gọi nó là kho content ấy. Có 3, 5 mẫu, 7 mẫu có sẵn, chứ đừng có tạo ra 1, 2 mẫu, nếu nó chạy không hiệu quả là mình tịt, đúng không? Ý tôi muốn nói là mình phải có sự chuẩn bị. Bước 3 là chúng ta bắt đầu đặt quảng cáo. Chúng ta khi đặt quảng cáo thì chúng ta phải đặt theo thứ tự. Chúng ta nhắm chọn tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, ngôn ngữ, đúng không ạ? Nhân khẩu học, sở thích, rồi thì hành vi du lịch, hành vi chủ doanh nghiệp, hành vi thiết bị phần cứng, hành vi thiết bị phần mềm, vân vân. Rất là chi tiết thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Đấy, sau đó thì chúng ta đợi nó phê duyệt xong thì chúng ta tắt quảng cáo đi và thực hiện nghiệp vụ chim mồi. Tức là chúng ta bắt đầu comment, seeding, rồi share tag, vân vân, để chúng ta làm cho khách hàng người ta tạo ra cái đường dẫn khi người ta đọc. Đấy, cũng rất là hay. Và chúng ta bắt đầu mở quảng cáo, bắt đầu và chạy và viết ngân sách. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đợi comment inbox, click số điện thoại nó sẽ đến. Click vào web, comment vào fanpage, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ phải cần các phần mềm để quản lý ẩn và trả lời tự động chat. Rồi thường chúng ta cũng có thể sử dụng chatbot để chúng ta tạo. Nha, chatbot thì các bạn search trên Google ra, và tôi cũng sẽ có video hướng dẫn cho các bạn. Đấy, sau đó thì các bạn tư vấn cho họ chat, các bạn lấy số điện thoại các bạn gọi video call, hoặc là gọi Facebook call, hoặc Zalo call, vân vân, rất nhiều hình thức, hoặc là hotline bạn gọi. Bởi vì tôi nói rồi là lấy được số điện thoại rất là quan trọng, sẽ giúp chúng ta tư vấn nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta cần phải có một đội ngũ được đào tạo bài bản về telesale, được đào tạo về các kịch bản và giọng điệu, rồi các câu hỏi. Đấy, soạn thảo các kịch bản nó rất là chi tiết ra. Sau đó thì chúng ta sẽ tư vấn để dẫn đến chốt đơn. Và khi chốt đơn thì chúng ta phải đảm bảo rằng là thông tin về đơn hàng một cách rõ ràng và cảnh báo cho khách hàng những cái thông tin mà dễ làm cho họ từ chối, đúng không ạ? Và chúng ta tiến hành giao hàng. Giao hàng thì chúng ta cũng có thể sử dụng các đơn vị ship, nếu mà chúng ta chạy toàn quốc, hoặc là chúng ta có thể ship ruột của chúng ta ký với một vài người ship như xe ôm chuyên nghiệp, người ta chạy theo tour, theo tuyến như này. Một buổi sáng chạy khoảng 10-15 đơn, một buổi chiều chạy khoảng 10-15 đơn, trả tiền cho họ, thu khoảng 20.000 của khách hàng ở nội thành Hà Nội hoặc ở Sài Gòn. Rất là hay, tiết kiệm được chi phí mà đảm bảo được. Bởi vì ship nó phải lễ phép, ship nó phải tư vấn, bởi vì tôi không gặp các bạn trực tiếp, cuối cùng là ai là người gặp trực tiếp ạ? Shipper, đúng không? Những người giao hàng. Cho nên phải đào tạo hướng dẫn cho họ những cái vấn đề đấy, như là hàng dễ vỡ hay là hàng thế này, hàng thế khác. Bởi vì hiện nay bây giờ lừa đảo trên mạng rất nhiều. Đó. Và cuối cùng đấy là chúng ta phải chăm sóc khách hàng. Sau bán thì khi chúng ta chăm sóc thì chúng ta phải có công cụ, chúng ta phải có kế hoạch, chúng ta phải có chiến lược, chúng ta phải có chi phí và chúng ta áp dụng nó. Và hãy nhớ rằng khách hàng thỏa mãn, khách hàng hài lòng, khách hàng được vượt xa sự kỳ vọng, khách hàng thấy yêu thích sản phẩm và dịch vụ của bạn thì họ sẽ trung thành, họ sẽ tái mua. Và nếu các sản phẩm không thể tái mua thì họ sẽ nói tốt về bạn và họ sẽ giới thiệu khách hàng mới cho các bạn. Ok. Rồi, thì đây là một cái video bài học mà hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn là cái cách, cái thứ tự để chạy quảng cáo. Và bài học sau sẽ không có thêm lý thuyết nữa, và tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo trên điện thoại di động luôn.
Được chưa ạ? Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chúc các bạn thành công.